Ba mẹ đi. Anh đã mua quà chưa? À, anh nhớ bỏ thêm bao thư 10 triệu đó. Tuy là em đã đưa cho mẹ rồi, nhưng mà anh cứ đưa thêm đi cho mẹ vui. Anh biết rồi. Nhà của mình á. Mừng gia đình thương công với nhà mới. Đó là một hành động nhẫn tâm. Chỉ vì sự ích kỷ của con á, mà em con nó khổ đủ đường á. Tôi ghét gì? Tôi hối hận gì tôi lấy anh? Lời em vừa nói có giống một người vợ không? Tôi buông tha cho nó đi. Em lúc nào cũng muốn tốt hơn chị. Con sẽ giúp vợ con tránh xa mẹ và con Hưng ra. Chị phải làm sao cho mẹ bớt ghét chị đây? Con muốn ba mẹ. Ba mẹ ơi. Đừng xóa đi hết từng ngày mưa nắng đưa đón nói cười rồi cất vào hương nhớ để mong. Gia đình là duy nhất. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần từ ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV2. Nhanh lên, nhanh lên! Mấy người căng lên, dán đầy cửa công ty của nó, dập lại hết, đăng lên mạng luôn. Dạ. Đây là một công ty lừa đảo. Chủ của nó là thằng chiếm muốn đi lừa gạt người ta. Mọi người được tin đó nghe không? Đây mọi người coi đi. Đó. Coi đi.